Đây rồi, chiếc ô tô của chị đã đưa đến đây rồi. Thôi, chúng mình cùng nhau thu hoạch nhá. Đây rồi, em ơi. Mưa thì đào nhá. Thôi, phải cẩn thận nhá, không sứt quả quả nhá, Thu nhá. Thôi, Thu ơi, chúng mình phải đến cánh đồng nhá, để trồng cây nhá. Hôm nay là đến mùa rồi, hai chị em mình. Wow, Thu hôm nay có quả ô tô đẹp thế. Thích không em? Em mời mua đi kìa. À, thế là chị có biết không? Thế là chị đang ra đẩy cái xe đẩy để chị thu hoạch hoa quả vào đây rồi đấy. Rồi, chúng mình dừng ở đây nhá. Wow, một tai nạn xảy ra với chiếc xe của Thu xin em hả? À, do có hòn đá đây nên làm cho bạn bị ngã đấy. Mình sẽ dừng cái ô tô của bạn Thu vào đây nhé. Em ơi, đây là cánh đồng của chị và bạn Thu đã chuẩn bị sẵn rồi đấy. Mà chị em đã phải đào những cái rãnh như thế này đấy. Em biết bọn chị đào vào những dụng cụ gì không? Thu Si giơ cho bạn xem đi em. Đây là những dụng cụ bằng xẻo và ca. Đây các em nhìn, ôi em ơi, ở đây cũng có hẳn những hoạt ếch. Các em này, các bạn này cũng dễ thương. Các bạn đây sẽ ở cánh đồng và để trông cho bọn chị đấy. Em cũng đang chuẩn bị đến cái hạt này để trồng cây rồi. À đúng rồi các em ơi, đây là hạt của chị trồng để trồng cây này các em này. Đấy, bây giờ bọn chị sẽ cùng nhau trồng nhá. Chị lấy nước cho nó, sau đó chúng nó sẽ lớn thì những quả rất là ngon đúng không Thu? Và sau của chúng ta đang rất hạnh phúc trồng cây đấy các em. Đây nhá, đầu tiên chúng ta sẽ phải trồng lớn rồi đây này. Thả hạt vào đây cho chúng ta phủ đất lên. Wow, chúng ta sẽ có những trái rất là ngon đúng không Thu? Em sẽ lấy nước nha. À đúng rồi, thua Thu. Thu ra đằng kia lấy nước nha. À em ơi, bọn chị cũng phải chuẩn bị cái bình nước đấy. Thua thì thôi, các bạn xem là chị phải chuẩn bị cái bình nước nào nhé. Này các bạn ơi. À, chúng ta phải chuẩn bị sẵn hai cái bình nước và hai chị em rồi đấy em ạ. Chị ơi, chị cái cây nhỏ to đấy các em. Đây này các em ơi, đây chiếc bình nước cho mày có nước. Bây giờ chị với bạn Thu Si cho cùng nhau tưới nó thành cái cây này. Có thể nó sẽ ra rất nhiều các loại quả các em ạ. Bọn chị đã trồng rất là nhiều quả rồi. Đây cây này. Bây giờ chúng mình sẽ làm sạch cái ít cỏ ở đây nhé các em nhá. À đấy. Đây Thu ơi, Thu lấy cào được chút cào đấy. À, chúng ta cùng nhau cho cái cỏ ra vào là cây. Các em ơi, bọn chị đã chuẩn bị một chiếc ô tô và một chiếc xe đẩy. Chị sẽ hái hoa quả từ trên kia cho vào xe đẩy và sẽ đẩy đổ vào xe các em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi thôi. Ôi, đến mùa thu hoạch rồi. Thôi, đừng, em phải lấy xẻng đi em. Em lấy cái xẻng của em đào. Chị cũng sẽ đào nhé. Đây rồi, chiếc ô tô của chị đã đưa đến đây rồi. Thôi, chúng mình cùng nhau thu hoạch nhá. Đây rồi các em ơi. Mưa chị đào nhá. Thôi, phải cẩn thận nhá, không sứt quả nhá Thu nhá. À, đây rồi các em ạ. À, đây một quả rất chín luôn. Đây là thành quả của chị và bạn Thu Si đấy các em. À, Thu Si ơi, chúng mình cho vào cái ô tô này nhá. Đây là quả roi các bạn ạ. À, thế à. Ôi, nhìn ngon nhỉ. Còn đây là chị đây là một quả cam này các em này. Ôi, ở đây của chị có nhiều lắm. Đây kìa. Ồ, đúng rồi. Để em nhổ ra. Ờ. Dạ, rồi. À, cái gì đấy, còn em cho các bạn xem đi. Bắp ngô đấy các bạn ạ. À, một bắp ngô rất là ngon đúng không? Dạ. Đây, ôi, chị cho một quả táo đấy các em này. Rồi, Thu ngồi luôn vào đây em, cho nó phải với. Ôi, hẳn là xuống lên mình thu hoạch xong rồi, mình có thể ngồi được rồi. Úi, bạn ếch ơi, bạn ếch ra đây nhá, để chị thu hoạch hoa quả xong thì chị cho ếch nhá. À, các em ơi, ở đây có một củ khoai tây hơn ạ. Trời ơi, khoai tây này mà về Linh á, thì ngon cực luôn. Cứ đi ra để chị đào nhá, bởi vì khoai tây rất dễ đứt đấy. À, em ơi. Em cũng đào một củ khoai tây. Cho chị mượn một cái đào nè. Ok, đào này. Wow, ra rồi. Củ khoai tây của chị đã lăn ra rồi này các em ạ. Thu được quả gì đấy? Dâu tây. À, thu được quả dâu tây à? Hôm nay chị phải thu gì á? Sẽ phải thu hoạch hết cánh đồng này luôn. Wow. Đấy em. Bạn Thu có một xẻng nhỏ đấy, bạn ấy rất làm nè. Để chị kéo xe vào nhá. Ui, chiếc xe của chúng ta đã khá là đầy rồi đấy các em. Để gần vào đây để cho bạn Thu của chúng ta dễ luôn. Ui, chị có
có quả chanh này, các em lại ý. Ui, có một quả gì đây, các bạn có biết không? Đúng không, bạn biết đấy nhở? Quả gì nhở, tôi nhở? Ây, bạn biết quả tôi rồi. Quả nào ấy khác. Quả nó xanh đấy, các bạn ạ. Ô, bạn ếch đang nhảy gần ra đây để nhìn này. À, quả với xanh à? Đây nữa. Đây nữa. À, chị lại đào được một quả nữa cho em này. Quả này rất là ngon đấy. Rồi. Ôi, em phải đào một quả nữa, em thích ăn nho nhất đấy. À, thế à, thế thì tôi đã đào được nho rồi. Ôi, ở đằng này lại có một quả ra ngoài khỏi cánh đồng đấy các em nhé. Bạn này chắc là hạt văng ra ngoài đấy các em. Đây là bạn ấy mặc khổ thông hướng của bọn chị nào. Ê, chị đẹp vào đây nhá. Ôi các em nhìn này, một chiếc xe của bọn chị đã đầy luôn. Và cánh đồng của bọn chị và bạn Suzy đã thu hoạch hết rồi. Ôi, hôm nay chúng ta đã làm việc rất là vất vả đúng không Su? Đây là thành quả của hai chị em chị đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà và những quả này chúng ta sẽ chia cho các bạn nhỏ hàng xóm được không? À, để em chia cho những bạn là ắt đã. À, thế à? Này. Rồi, thôi chúng mình chuẩn bị đi về đi. Các bạn ếch sẽ không ăn được những cái này đâu, các bạn ếch chỉ có thể ăn được những đồ khác thôi. Thôi, sau khi chúng mình thu hoạch xong rồi, bây giờ chúng mình chào các bạn rồi, chúng ta đưa xe về nhà thế nào? Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem một chút cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các em ơi, bọn chị về đây. Nào, Su ơi, đứng dậy chúng mình về thôi. Kéo ô tô nào. Ui, ô tô này nặng quá. Trời ơi, một ô tô quả luôn.